Đầu tiên, khi bạn 3 đến 4 tuổi, bạn sẽ chơi cái kèn kiểu này. Đó là kèn mua ở ngoài quán, thì lúc đó chưa tự làm được. Tiếp theo, mình sẽ dẫn các bạn làm cái kèn. 5 tuổi, nó có thể làm được. Đầu tiên các bạn lấy tờ giấy như này, gấp đôi nó lại. Gấp nó hai bên như thế này. Đó. Và sau đó lấy kéo cắt ở giữa này. Các bạn cắt nhiều lỗ cũng được hay một lỗ cũng được. Để chơi cái kèn này các bạn kẹp vào tay như thế này và sau đó thổi. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn làm kèn kiểu 6 tuổi. Kèn này làm từ ống hút nhé. Kèn này thì dễ làm thôi, nhưng mà 5 tuổi không chơi được, phải 6 tuổi mới chơi được. Kèn này yêu cầu hơi phải khỏe. Bạn lấy ống hút cắt nó như thế này. Bắt đầu lại. Rồi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái kèn lúc cũng từ ống hút. Đây, đầu tiên này các bạn cắt nó một đoạn ra như thế này. Các bạn đừng cắt đứt nhé. Rồi các bạn bẻ nó ra như thế này. Đó, các bạn cắt gần hết. Như này. Rồi để chơi cái này thì các bạn bịt tay ở đây. Thổi ở phía này. Trong lúc thổi thì các bạn đưa lên đưa xuống như này. Lúc nào nó kêu thì dừng lại. À, ví dụ đưa cái này thổi thì nó không kêu. Bạn đẩy đằng trước này nó kêu. Rồi, tiếp theo mình sẽ làm hướng dẫn các bạn làm cái kèn kiểu 8 tuổi. Đầu tiên các bạn lấy một tờ giấy quấn nó. Rồi các bạn giữ một đầu như này nữa nhá. Cho cái phần đầu này nó nhỏ hơn đầu kia nó loe ra thành hình cái kèn. Đấy. Đây, các bạn quấn sao cho nó có cái lỗ hổng ra như này. Các bạn điều chỉnh lỗ hổng vừa phải thôi, nhỏ nhỏ hơn ngón tay út. Tay các bạn nhỏ thì nó vừa bằng cái ngón tay út là được, hoặc là nhỏ hơn một tí. Mình sẽ dán nó lại. Rồi tiếp theo các bạn lấy thêm băng dính và dán cái phần đầu này lại. Dán cái chỗ này thì các bạn ngậm cho nó đỡ hỏng cái kèn, không các bạn ngậm nước bọt nó vào đây nó hỏng mất cái kèn. Rồi tiếp theo bây giờ các bạn sẽ làm phần đầu kèn này để thổi. Đây, các bạn sẽ cắt cái miếng giấy như này, nó to hơn đầu kèn một tí. Cắt lấy hai miếng. Rồi, các bạn gấp đôi lại. Cắt cho nó bằng nhau đây. Bây giờ các bạn bẻ nó như thế này. Rồi nhét nó vào.
Đấy. Nhà cái này vào phía đối diện. Đấy các bạn nhét thì cái phần đầu gấp là phía ngoài nhá. Này, phần đầu này. Đấy. À, bây giờ các bạn bóp bè nó ra, cắt vát hai bên. Bây giờ thổi, thổi thì các bạn nhớ dựng đứng cái kèn này nha. Đấy, đây là cái mùi của các bạn này, các bạn đừng có để ngang kiểu này, các bạn dựng đứng cái này, kẹp vào đây. Rồi, mình đánh giá là cái kèn này là khá là khó chơi đấy. Các bạn làm được nhưng mà để thổi được là khá là khó. Chơi cái kèn này thì đảm bảo các bạn sẽ tập luyện được khả năng điều khiển làn hơi của mình chính xác. Cái này thổi mạnh nó không kêu, thổi nhẹ nó không kêu. Phải đúng đúng lực nó mới kêu. Mà nó lại còn không kêu to nữa chứ. Rồi, tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn làm kiểu kèn cuối cùng. 9 tuổi trở lên. Kiểu này là có thể đem phá làng phá xóm được này. 9 tuổi là chạy nhanh rồi đấy, bị đuối là chạy được rồi, có thể mang đi đi quấy được cái này. Đầu tiên các bạn lấy một cái này nhá, cắt ra. Đấy, như vậy thôi. Các bạn cần một cái bóng bay như thế này nữa. Nếu mà có cái bóng quay vỡ lấy ra cũng được. Đấy, tại vì đường nào cũng phải cắt nó ra. Rồi, sau khi cắt xong rồi bây giờ đến cái chỗ cho cái làm cái này. Các bạn phải để ý ở đây này. Cái phần phần đầu này các bạn nó phải cho xuống phía dưới mép này. Không được cho nó lên trên phía trên này nhá. Phải cho nó xuống rìa dưới này. Đấy, các bạn chỉnh sao. Kéo phần này xuống. Đấy. Cho nó xuống phía dưới. Các bạn là quấn như thế này là được. Đây. Tạo cái này thành một mặt phẳng. Cái đầu bóng này thì nó ngang với cái mặt này, xuống phía dưới, không được cho lên trên nha. Cho cái này lên trên là không được. À, tiếp theo là lấy một cái đầu. Tiếp theo các bạn lấy một cái ống gì đây. Đúng rồi đây. Đấy. Như này là được một cái kèn đi quẩy. Kèn này đảm bảo kêu rất là to. Kèn này thổi phá làng phá xóm luôn, to như kèn tàu hỏa luôn. Rồi, vậy là video vừa rồi mình đã giới thiệu rất nhiều loại kèn với các bạn. Các bạn biết làm những loại kèn nào thì để lại phần bình luận phía dưới nha. Xem hết video thì nhớ bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video khác.